hết rồi chú, anh này có phần rồi, mình hứa rồi. Mời chú hoan hỷ ha. Dạ. Chú cho cái giò đào này. Thành cái chú nữa, lát ra thì mới tới nè. Chưa ăn. Đang gọi chị để bán cái chú nó đó. Chị kia hết. Không có cho cái này là hết này. Có gì tôi nói anh cái con chẳng cho ai có đó. Rồi đấy, ừ. Không có chú. Được hết rồi chú. Hết. Hết rồi, cái này tại con hứa rồi là chị đó. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Cầu nguyện lần này đến đây đã xong.
25 tuần. Em năm bao nhiêu năm thì những ngày đầu chúng ta đi về ra đây có gì cũng đã vô dụng đó. Ở nhà thì biết chứ mà đây chúng ta chạy đi đường đầu thì chúng ta chạy tắt gì bánh rồi đi. Nam mô A Di Đà Phật. Nay đã làm tình chú Tám. Chú Tám đã làm tình 100 ngày cho chú Tám. Chú Tám Lữ ở xã Hòa An, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang, ấp. Đây tại nhà của chú Tám này các vị. Nhà trang nghiêm thờ phượng giống như ở trên tổ đình vậy đó. Rất là trang nghiêm. Trang nghiêm hay cái gì, thờ kính trang nghiêm giống như nhà của người xưa. Chú tu rất là được lòng từ bi và ân đức, làng xóm cho tới chính quyền đều kính mến bởi vì chú cứu giúp những người già, những người khổ, đường xá cầu kỳ trong xóm ấp là chú đều lo hết, cho nên cảm đến chính quyền, đến đồng đạo, đến tất cả mọi người. Đám đồng tình của chú người ta đi rất là đông. Thì để tiếp theo đây chúng tôi xin đọc giảng trực tiếp cho quý vị nghe ha. Mời quý vị đọc giảng, chúng ta vô đây đọc giảng ha. Quý vị cứ theo dõi chúng tôi đọc giảng nha, trực tiếp luôn nghe quý vị. Đọc ở đây, đọc ở đây, đọc ở đây. Thank you.
Yeah.